tướng mạo của đàn ông ích kỷ chuyên mặc váy đàn bà. Các bạn thân mến, trong thế giới này có rất nhiều loại người, người tốt luôn sống bên cạnh người xấu, thế nên cuộc sống mới đa dạng, muôn màu. Đàn ông cũng có rất nhiều người, có người đàn ông tốt vô cùng, nhưng cũng có nhiều người đàn ông vũ phu, lăng nhăng, nhỏ mọn, tính toán. Cùng linh nghệ tốt khám phá đặc điểm giúp bạn nhận ra người đàn ông ích kỷ nhé. 1. Nam giới có cảm quá nhọn, Nam giới cầm giới nhọn và không có thịt là người nghiêm khắc với bản thân, coi trọng hư vinh, không chỉ nhỏ mọn mà còn thích những thứ quá ồn ào. Ở cạnh những người này sẽ vô cùng mệt mỏi. Họ nhỏ mọn tới mức bạn thấy phản cảm với họ. Khi đi cùng những người này ra ngoài, bạn nên chuẩn bị tiền để trả cho những bữa đó đi là vừa. Vì nhất định người đó sẽ nói rằng mình không mang tiền. Bạn cứ trả trước đi, lần sau họ sẽ mời bạn. Nhưng thực sự sẽ chẳng có lần sau nào hết. 2. Da mặt cao có, nhăn nhó Nam giới có tướng này khiến cho người đối diện cảm thấy rằng mới nhìn đã thấy được kiểu người này bùn xỉn, da mặt quá mỏng, sắc mặt xám xịt, lòng dạ hẹp hòi, thích tính toán với người khác, không có chút ga lăng nào. Bất luận là có tiền hay không thì người này vẫn luôn đóng cửa để ăn mày, một đồng cũng không chịu bỏ ra. 3. Nam giới mắt to mắt nhỏ, Người này tử tế, hào hoa, đầu óc lanh lợi, thế nhưng khi gặp loại người đàn ông này, bạn sẽ luôn cảm thấy rằng anh ta luôn chọn những khoảng thời gian ngắn, không bao giờ lựa chọn vào giờ ăn trưa hoặc ăn tối, vì như vậy sẽ không phải mời bạn ăn cơm, họ tính toán với bạn từng chút một, khiến cho bạn phát hoàng. 4. Đàn ông mũi tẹt Người đàn ông này nhìn thì có vẻ thanh thực, trung hậu, nhưng thực ra sự tính toán của anh ta lại chẳng hiện ra mặt, lúc nào cũng giả vờ, bình thường lúc nào cũng thích tiền. Cùng người đàn ông này, bạn sẽ hiểu được rằng để anh ta bỏ ra một đồng còn khó hơn lên trời. Bạn sẽ hiểu được rằng với họ thì thể diện chẳng đáng một xu. 4. Người đàn ông miệng nhỏ. Người đàn ông miệng nhỏ, mồm mép, thích cùng người khác tranh luận đến chết vẫn không đổi tính cách. Nói trắng thành đen, thay đổi sự thật, tâm địa hẹp hòi, tính tình nhỏ mọn. Bạn nghĩ xem, nếu cùng người đàn ông này kết hôn thì cuộc sống sẽ được hưởng phúc hay không? Đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài cũng như đừng coi đàn ông là cả thế giới của mình. Bạn cần xem xét kỹ những đặc điểm tính cách của người đàn ông mà mình muốn lấy làm chồng. Chúc cho các cô gái luôn hạnh phúc bên người đàn ông trân trọng và yêu thương mình. Lịch ngày tốt xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. 10 nơi đừng tới vào ban đêm để tránh âm khí. Xin chào các bạn yêu mến chương trình của Lịch ngày tốt. Ngày hôm nay Lịch ngày tốt sẽ đem đến một chủ đề rất huyền bí, đó chính là âm khí và tâm linh có thể bạn không bao giờ tin rằng có linh hồn tồn tại xung quanh chúng ta nhưng thực tế lại không như vậy cuộc sống của chúng ta chứa đựng rất nhiều điều huyền bí mà câu trả lời